và chân thật, là người Nga hiền lành và chân thật rồi. hiền lành chân thật, bởi vì mình được đọc qua các tác phẩm, ví dụ như là Thép Đã Tôi Thế Đấy này Rồi. đó, rồi rất nhiều các cái tác phẩm khác nữa. Tuy nhiên thì mình nhớ nhất là Thép Đã Tôi Thế Đấy của đó, và một số ví dụ Sông Đông Êm Đềm, những cái Ok. tác phẩm mà mình đọc, hoặc là những cái mẩu truyện nhỏ của Nga, hoặc trong cái cuốn sách mà tiếng Nga mình trước đây mình học á. Thứ hai nữa là các cái bài hát Nga, ví dụ như là bài Đôi Bờ chẳng hạn. Và anh có thể hát vài câu Mình em à cái gì nhỉ, mình em riêng chỉ có anh thôi, với tình yêu thiết tha một dòng sông, sông nước bao la, đôi bờ đâu cách xa, đêm quá hay. dài qua dưới mưa rơi. Em mong chờ anh tới, cây cỏ hoa như nói lên lời em hạnh phúc nhất đời. Đấy đấy, kiểu như vậy đó thôi, nhưng mà chắc là sẽ hát sau, nhưng mà mất thời gian của mọi người lắm, mà Mình mình nhìn thấy trước đây đằng sau Phương sĩ Anh quá. có, đằng sau Phương Anh có 4-5 cái cây đàn guitar, cả guitar điện. Phương Anh có biết chơi guitar không Phương Cơ, Anh? nhưng mà piano với trong nó. Phương Anh có biết Nhà chơi mình là một guitar gia không? đình là nghệ sĩ mà. Đó, thế à? Quá tuyệt vời. Ồ, trước đây Phương Anh cũng đã từng đi hát, ngày xưa hát đôi với Việt Hoàn đó. Thế à? Ngày xưa anh Việt Hoàn ở Hải Phòng là toàn hát với Phương Anh thôi, bởi vì không tìm được ai bé hơn. Cảm ơn Phương Anh rất là nhiều với một cái tình yêu nước Nga và một đôi lời về bài hát Đôi Bờ. Cường cũng rất thích cái bài hát Đôi Bờ. Có anh chị nào chia sẻ tình yêu với nước Nga không? Có thấm đẫm với văn hóa Nga, đọc sách Nga, yêu con người Nga, yêu văn hóa Nga, hoặc là tìm hiểu về những cái khoa học của Nga, ví dụ như là khoa học về vũ trụ này, về quân sự này. Đấy, những cái vị tướng rất là tài giỏi của Nga như Kutuzov rồi vân vân, đó, vị tướng một mắt có rất là nhiều. Có anh chị nào mà có thể chia sẻ, chúng ta hợp tác với một công ty mà chúng ta hiểu về đất nước, về con người, về văn hóa thì đấy là một điều cực kỳ tuyệt vời. Một chút nữa thì chúng ta sẽ chia sẻ cái cảm nhận về nước Nga của anh Huynh, và bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục cái chia sẻ về niềm tin với công ty. Chúng ta tiếp tục chia sẻ về niềm tin với công ty Sovereign Health. Cường muốn nghe những bạn rất mới chia sẻ trước. Xin mời em Liên với cái nick là Nichi. Em Liên, Hà Liên, Hà Liên bật video em. Hết ngày ạ. Vâng anh. Bật bật video đây em, Hà Liên. Video ạ. Ở đâu nhỉ? Rồi. Dạ anh. Em chia sẻ em Hà Liên là hợp tác với CBD được bao lâu rồi em nhỉ? Em hợp tác được 2 tháng ạ. 2 tháng. Em với chia sẻ cái niềm tin Vâng. của em với tập đoàn sức khỏe Sibri nào. Em tin về cái điều gì mà em hợp tác? Em thì cứ tin là cứ đi theo lương phương dung của anh Cường là mọi thứ đều sẽ tốt đẹp hết. Đấy là niềm tin vào người hướng dẫn. Thế còn ok, đầu tiên là em tin vào lương phương dung và tin vào anh Cường. Thế bây giờ ấy thì sau 2 tháng trải nghiệm rồi ấy, thì em cảm nhận về cái tập đoàn sức khỏe Sibri, cái công ty Sibri như thế nào? Em cảm nhận thì em thấy mọi thông tin của công ty rất là minh bạch, mọi người giúp đỡ nhau làm mọi thứ rất là thích, kiểu như là luôn luôn giúp đỡ, kể cả không phải là chỉ giúp đỡ tuyến dưới của mình ấy, còn giúp đỡ cả những người lạ ở xung quanh ấy. Em cảm thấy điều đấy là nó kiểu làm cho mình rất là thoải mái, chia sẻ mọi thứ rất là tự nhiên. Và được nhận được nhiều thứ từ mọi người. Ok, còn gì nữa không em? Em
Em kiểu như là mỗi lần tiếp xúc với mọi người em cảm giác được truyền được niềm tự tin nhiều lắm. Em cũng không biết là tại sao, em bảo là có gì mà không tự tin là cứ nhìn Dung với anh Cường mà làm theo thôi. Mọi thứ thì cứ khi nào không tự tin em đều thế. Chị em Hoàng Hằng đấy thế không... hả? Ơi, cảm ơn Liên. Dạ. Mỗi người sẽ có một cái trải nghiệm đúng không? Có một cái cảm xúc riêng. Cảm ơn Liên rất là nhiều. Đấy, em có nụ cười rất là đẹp, truyền được năng lượng cho mọi người, cho nên là anh đề nghị em là thường xuyên bật video hoặc là ít nhất là để cái ảnh avatar nó thật đẹp, đừng để màn hình nó tối. Dạ dạ. Cảm ơn em. Vâng, để em sẽ chỉnh sửa lại ạ. Rồi em chào anh. Rồi cảm ơn Liên. Miss Chiên. Miss Chiên. À, xin mời em Chiên ở Viện Dầu Khí, một người đồng nghiệp với Cường trong ngành dầu khí trước kia. Mời em Chiên chia sẻ một chút. Chiên ơi, Chiên bật video. Em chào mọi người. Rồi, chào Duyên. Em chia sẻ cái niềm tin của em với tập đoàn sức khỏe Simri cho đến ngày hôm nay là được bao nhiêu lâu rồi Chiên nhỉ? Dạ, khoảng được 3 tháng em bắt đầu kinh doanh sản phẩm. Ừ. Thì thực ra là cái lần đầu mà em đi nghe hội thảo thì cái lúc đấy là em chưa có ý định kinh doanh sản phẩm. Ừ. Mà là chị Dung mời em đến nghe về cái hôm đấy thì sau khi nghe cái video mà giới thiệu về tập đoàn và vùng nguyên liệu của tập đoàn. Ừ. Thì với lại tham dự suốt từ đầu đến cuối cái buổi hội thảo thì em hôm đấy cũng có anh Cường chia sẻ. Em thấy là tức là cảm giác như là mọi cái nó rất là thật và nó rất là xuất phát từ trong mỗi người. Nó không như là thực ra em đã bị tức là đã từng có một số người cũng mời bán hàng này bán hàng kia. Nhưng mà đầu tiên em chỉ gặp người ta và em chưa nghĩa là tự dưng em cứ hơi có cái chút phòng vệ. Nhưng mà đến series cái thì em nghĩa là em là người chủ động muốn kinh doanh nhưng phải là chị Dung mời em. À. Nghĩa là em sau khi em xem cái buổi hội thảo đấy là tự em muốn luôn. Ừ. Thì tức là nó giống như là nó cái tiềm thức của mình nó hưởng ứng. Vì em cũng có đọc về tiềm thức và tức là em tự em thấy cái bên trong mình nó rất là bình an và rất là an tâm kiểu thế. Với cái thứ hai là mình đã dùng sản phẩm rồi, mình thấy là sản phẩm nó tốt. Còn thì đến thì lại được thấy kiểu như là ví dụ như anh Cường là thủ lĩnh rồi là tất cả mọi người thì thấy có cái gì đấy rất là thân thiện, gần gũi và có thể truyền được những cái động lực và tóm lại là em cảm thấy rất là dễ chịu và happy. Thì cái Siberia thì em tìm hiểu thì em thấy thứ nhất là sản phẩm thì nó cũng như nhiều người đã chia sẻ như là cái vùng năng lượng nó tốt thì khi mà mình uống sản phẩm vào thì cái gì cũng thế, khi mà có năng lượng tốt thì mình vào được cơ thể mình cũng đã là tốt rồi. Cũng giống như mình giao tiếp tích cực thì đây là một cái vùng nguyên liệu nó lại còn tốt nữa thì vào trong cơ thể mình nó lại càng giúp cho mình luôn luôn có một cái năng lượng cân bằng và tốt hơn. Và cái thứ hai là cái cơ chế kinh doanh thì rất là thật, rất là minh bạch. Cái phong cách đào tạo cũng như là phong cách mà mọi người hội thảo ở đây cũng rất là gần gũi, nó không có kiểu hô hào cái gì dữ dội quá hay là kiểu đao to búa lớn, tóm lại là nó rất là thật từ em cảm nhận thấy. Nên là em thấy là nếu mà mình yêu sản phẩm rồi thì cái chính là từ mình, không phải là từ những cái gì mà mình quá. Tuy nhiên là mình làm cái gì mình có mục đích, nhưng mà nghĩa là mình đặt mục tiêu cho mình. Nhưng mà không hẳn là, tức là em thấy hơi một lần đã từng được mời đi nghe những cái hội thảo ấy rồi thì thấy nó tổ chức nó hầm hố quá thì em lại không quen kiểu đấy. Nó lại đấy là cảm nhận của em. Cảm ơn em. Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Những người mà cùng hướng tới những cái giá trị trung thực, những cái gì đấy nó từ trái tim thì chúng ta sẽ cùng nhau hội tụ về Simri, về S69. Chúc cho em sẽ thành công trên cái con đường Simri và em hãy gắn kết chặt chẽ với lại đội nhóm chỗ bạn Lương Phương, chị Lương Phương Dung, chị Hoàng Hằng, đúng không? Bạn Hà Liên và với đội ngũ S69. Ok em. Cảm ơn. Rồi chào Chiên. Cảm ơn Chiên. Có một bạn trẻ lúc đầu rất là nghi ngờ về
hình thức kinh doanh cũng như Sibri. Đấy, như ngày hôm nay ấy, thì Cường cảm thấy là bạn có cái nguồn năng lượng rất tuyệt vời. Xin mời em Nguyễn Mai ở Thanh Hóa nào. Nguyễn Mai có thể chia sẻ được không? Nguyễn Mai ở Thanh Hóa. Nguyễn Mai thân mến. Nguyễn Mai bật video được không em? Nguyễn Mai cũng con nhỏ, không biết là có chia sẻ được không? Bạn màu hoa tím à? Màu hoa tím, bật video em. Anh ơi, em không bật được, em đang ngoài đường em ơi. À, em đang ngoài đường à? Rồi, ok. Vâng. Một cái nick rất là lãng mạn, màu hoa tím. Xin mời một người khác. Đấy, trước khi chúng ta sẽ nghe một vài anh chị có những trải nghiệm lâu lâu rồi. Một người nữa, một người mới nữa. Rất là mới. Đỗ Thị Duyên. Xin mời Đỗ Thị Duyên. Duyên ở Hải Phòng em. Đỗ Thị Duyên. Duyên bật micro em. Em chào anh và tất cả mọi người. Rồi, chào Duyên. Duyên nói đi, Duyên nói đi. Để cho cái hình nó lên. Vâng. Chào Duyên. Duyên biết đến Tập đoàn Sức khỏe em... CBD được bao lâu rồi em nhỉ? Em biết từ tháng 8 của năm 2017 anh ạ. Ừ. Bạn Hoàng Forever Living đã bắt tay cho em. Vâng. Ở Hoàng đã quyết định chưa? Hoàng đã quyết định chưa? À anh Hoàng à? Ừ. Anh Hoàng thì anh ấy mấy hôm nay anh toàn làm ca đêm anh ạ. Ừ. Thì là em muốn vâng. Ừ, kết nối lại nhá. Phải có đối tác ở Hải Phòng thì cũng có đồng đội thì làm việc cũng hào hứng hơn. Ừ. Hải Phòng có Hải Phòng năm nay sẽ bùng nổ. Thành phố Hải Phòng có chị Phương Anh, có một đội của chị Đính ngày hôm qua, có một đội của anh Châu ngày xưa đã thành công rất là lớn ở Forever Living cũng về Hải Phòng. Đấy, cho nên là Hải Phòng năm nay sẽ phát triển mạnh mẽ. Okay. Em chia sẻ một chút cái niềm tin của em với Tập đoàn Sức khỏe Sibri. Khi mà em biết đến từ tháng 8 cho đến ngày hôm nay, tháng 8 2017 cho đến ngày hôm nay, em tin vào cái điều gì ở Tập đoàn Sức khỏe Sibri? Em tin là em đã nhìn thấy những cái người đi trước mình ấy thì họ đã thành công. Ừ. Thì không có gì thì là mình không thành công được. Ừ. Bởi vì em nghĩ là em đã được đi các cái hội nghị và đã chứng kiến được rất là nhiều người như là anh Cường, anh Huynh, trong đó có Sơ Kính này. À. Với rất là nhiều người. Thì em cảm thấy là cái cơ hội Siberia thành công như thế thì em tin chắc là mình sẽ thành công được trong một cái thời gian gần đây nhất. Cảm ơn em. Tức là em dự cái sự kiện hội nghị kinh doanh quốc tế ngày 17 tháng 12 hả? Ồ, vâng. Vâng, vâng. Ừ. Ở sự kiện đấy em nhớ cái câu chuyện nào nhất em có thể kể cho mọi người nghe được không? Em ấn tượng với cái câu chuyện gì? Ở cái sự kiện đó em được giao lưu bởi vì em cũng là một người theo đạo Thiên Chúa giáo đấy thì ừ. Cũng được giao lưu với Sơ Kính, em cũng cái ấn tượng cái câu chuyện và hai nữa là cũng có thể là cái duyên mình đến với một sản phẩm thì là mình đến thì và mình em cảm thấy là những cái sản phẩm ở quầy em ấy thì em chia sẻ thì là những cái dòng thì có thể là thậm chí những cái dòng nó mắc hơn nhưng mà quan trọng là em cảm thấy là khi mà mình chia sẻ như thế thì mình cảm thấy cái lương tâm của mình ấy mình không phải đắn đo vì thực phẩm chức năng ở Việt Nam bây giờ là nó quá là nhiều và có thể là về chất lượng thì mình cũng thể đảm bảo hết được nhưng mà khi dùng sản phẩm và trải nghiệm thì em cảm nhận với cả một số được chứng kiến một số cái hiệu quả là tác dụng của sản phẩm đối với nhiều người đấy em thì em càng tin tưởng sản phẩm hơn. Cái câu chuyện đấy mới cả cái câu chuyện của anh Trung Truyền. Anh Dế Anh Huynh không phải Dế Anh Huynh là anh không. Gì quân đội đấy nhỉ?
Cát. Em quên. Anh Cát. À, vâng, anh Ngô Cát. Ừ, tầng 1 anh Huynh. Ừ. Chắn một số người trong ngành của mình như là anh Huynh này, rồi là dưới đó có bác sĩ Kính này, với cả một số cái người tầng dưới của bác sĩ Kính đấy, thì cũng là đều là trong cái ngành y đấy. Thì em cũng chỉ là ngành dược, nhưng mà đó cũng là những người cùng ngành với nhau, thì cũng đều mang cái tâm tốt để đi chia sẻ với người dân của mình. Cảm ơn Đỗ Thị Duyên rất nhiều. Hôm nay hình như lần đầu tiên Duyên lên Zoom hay sao nhỉ? Có, em lên Zoom có lên lần trước rồi. À. Hôm qua lên, nhưng hôm qua con cũng bị ốm. Thế hả? Cảm ơn em, những cái cảm nhận chia sẻ rất tuyệt vời. Hải Phòng ở chỗ nào nhỉ? Kết nối đi nhỉ? Duyên ở Hải Phòng ở chỗ nào đấy? Kết nối chị đi. Em vừa thấy chị nói chuyện nhưng em cũng chưa dám vào nói. Hôm nay anh Cường mời thì em mới muốn là kết nối với chị ở Hải Phòng để chị em mình cùng giúp đỡ người dân ở Hải Phòng mình. Duyên ở chỗ nào Hải Phòng em? Em ở bên Núi Đèo ạ. Núi Đèo cách xa Cầu Rào không Phương Anh? Qua bên nào? Đi qua Cầu Bính đấy, chờ. Tôi có một nhà phân phối ở Cầu Bính, Thủy Nguyên mà. À, tức là gần nhau rồi, ok. Sẽ kết nối Hải Phòng. Mấy bữa nữa... Không. Mấy bữa núi nữa... Núi Đèo với lại nhà thứ là cách khoảng hơn 20 cây đấy. Hơn 20 cây. Mấy bữa nữa anh Huynh và Cường xuống Hải Phòng nhá. Ok, anh xuống chị em xuống kia. Rồi. Nhưng mà nhìn Duyên quen lắm, hình như là ở đâu rồi đấy. À, thế là chị. Có thể gặp nhau ở cái đám cưới đám ma nào đó hả? Đến hiểu thuốc là Duyên mua. Chưa có làm hợp bao giờ không hả Duyên? Em không. Rồi, chúng ta sẽ tương tác sau. Cảm ơn Phương Anh và em Duyên. Sẽ gặp mọi người sau nhé. Rồi, rồi. À, bây giờ chúng ta sẽ nghe những cái cảm nhận của một số anh chị đã có trải nghiệm lâu hơn, đúng không? Có cái niềm và đã có những cái bước đầu thành công tuyệt vời. À, xin mời bạn Hoàng Hằng. Xin mời bạn Hoàng Hằng, Hoàng Thị Thế Hằng ở Hưng Yên, một người phụ nữ mà Cường rất là khâm phục cái nghị lực, bởi vì là từ nhà Hằng đến công ty ấy, là nó hơn 30 km mà đi bằng xe máy. Hơn 30 km thì cái quãng đường nó cũng đủ xa để đi hàng ngày. Nhưng mà có một cái điều mà Cường ấn tượng nhất ấy, là trong một cái lần mà Cường đưa hàng về hôm đấy là cũng lâu rồi Cường không có nhớ. Nhưng mà khi mà trên đường về là đi qua đồng không mông quạnh, mà đến lúc mình quay về một mình đi ô tô, mình còn thấy làm sao ạ, cảm giác nó lạnh. Và một người phụ nữ mà cứ một mình có rất là nhiều hôm, ngày trước là học ban đêm mà đi ban đêm như vậy, thì chắc chắn phải có một cái niềm tin tuyệt vời như thế nào đó với tập đoàn sức khỏe Siri mới có thể có những cái nghị lực như vậy, đúng không? Xin mời Hằng chia sẻ cái em tin vào những cái điều gì ở tập đoàn sức khỏe Siri mà em miệt mài cống hiến và ngày hôm nay đã có những cái bước đầu, có một cái đội. Cảm ơn anh lắm về đầu buổi chiều đấy. À, xin mời Hằng. Thủ lĩnh Trương Huy Cường, xin chào cả nhà. À. Hằng chia sẻ về niềm tin khi mà lựa chọn Siri. Quan điểm của Hằng là khi mà chọn một công việc kinh doanh nào đó thì mình muốn đi một đường dài với nó. Đằng nào mình cũng kinh doanh, đằng nào mình cũng làm thì mình làm dài một chút, lớn một chút để cho thành công nó lớn một chút, nó bỏ công mình đằng nào mình cũng đi làm. Thì alo, mọi người có nghe được không nhỉ? Nghe hay quá mà mọi người đang chết lặng. Mời em. Thì, trước tiên là khi mà chọn sản phẩm kinh doanh, Hằng trước kia cũng kinh doanh nên là quan điểm kinh doanh rất là rõ ràng, thì khi vào về tìm hiểu về cái sản phẩm mình kinh doanh thì hôm nay chia sẻ về niềm tin đối với công ty mà mình lựa chọn. Thì với Siri, trước tiên là cái sản phẩm Siri nó có một nguồn nguyên liệu vô cùng tuyệt vời. Như mọi người đã chia sẻ, thứ là nó sạch, nó tinh khiết. Nhưng mà cái nguyên liệu đấy, cái vùng đó là chắc chắn một điều là tập đoàn có khai thác còn chưa biết là bao nhiêu lâu nữa là đã hết được cái vùng nguyên liệu đó. Nên là cái vùng nguyên liệu rất là chủ động. Đấy là để đảm bảo cho cái sản phẩm sau này nó chúng ta sẽ đi được đường dài nó. Thứ hai nữa là công ty tập đoàn sức khỏe Siri chủ động về việc sản xuất. Tập đoàn sức khỏe Siri có 3 tổ hợp
ba nhà máy sản xuất các cái sản phẩm. Nên là khi mà chúng ta chọn sản phẩm ấy, thì một cái tập đoàn nó đã có lịch sử lâu năm với Siri đã là 22 năm. Trong khi đó những các cái công ty khác nhiều khi chúng ta cũng đi chọn sản phẩm kinh doanh mà chúng ta lại không biết là có khi tập đoàn đó cũng không có khả năng tiềm lực về tài chính, kinh tế mà phải đi thuê những các cái đơn vị khác để sản xuất. Thì khi mà chúng ta chọn Siri, họ đã có sẵn chủ động về cái việc sản xuất của họ, là tự sản xuất. Thứ tiếp theo nữa là họ có cả một trung tâm khoa học rất là lớn, gồm hơn 100 những nhà khoa học lớn hàng đầu của Liên bang Nga và thế giới nữa. Thế thì khi mà chúng ta chọn kinh doanh, họ chủ động về nguyên liệu sản xuất, cả về khoa học nữa, là ba cái yếu tố vô cùng tuyệt vời để mà mình chọn cái việc kinh doanh của mình. Và trong đó cái việc tất cả cái điều đó nó quan trọng hơn nữa là cái sản phẩm nó giá thì rất là tốt, rất là phù hợp với người Việt. Khi mà thủ lĩnh Trương Huy Cường chia sẻ cho Hằng về sản phẩm, Hằng cũng không biết là cái gì cả. Hằng trước kinh doanh cũng kinh doanh siêu thị thì cũng tiếp xúc rất là nhiều các cái hàng mỹ phẩm rồi các cái hàng thực phẩm. Thì khi mà thủ lĩnh đưa cho Hằng cái bảng giá, Hằng nhìn vào bảng giá trước tiên thấy giật mình, bảo chứ ôi sao sản phẩm rẻ thế nhỉ. Thế thì thấy là một sản phẩm nếu như mà tốt mà lại rẻ phù hợp ấy, hầu hết người Việt ấy, thì việc kinh doanh của mình ấy, cái cơ hội thành công nó rất là lớn. Bởi vì cái thị trường của mình ấy có khả năng lan tỏa rất là rộng lớn. Và khi mà kinh doanh mà muốn làm lớn ấy, hoặc là bán sản phẩm có giá trị rất cao, hoặc là bán sản phẩm số lượng lớn, thì đây là một cái cơ hội để mình có thể làm lớn được đối với sản phẩm khi mà mình lựa chọn cái gì, sản phẩm Siri. Và khi mà thời gian đầu Hằng bước chân vào ấy, thì Hằng cũng chưa có tin ngay đâu. Hằng vì khi mà bước chân vào Siri là Hằng ăn chay được mấy năm rồi, thì nghĩ là người mình rất là sạch sẽ này, rồi thực ra không cần phải bổ sung cái gì hết. Nhưng mà khi vào trong Siri thì thời gian đầu Hằng đi tìm hiểu ấy, rất là chăm đi học luôn. Đi học chỉ đơn giản là để xem thì sản phẩm như thế nào, cách bán hàng như thế nào, công ty làm sao. Thì lúc đó Hằng mới thấy là mọi cái sản phẩm Siri nó mang lại nhiều kết quả không thể tưởng tượng nổi. Mà trong đầu Hằng nghĩ là bây giờ người Việt ấy ăn thịt rất là nhiều, bệnh tật quá nhiều luôn, mà hay sống tiêu cực. Thế có mấy người được như mình ăn chay xong sống tích cực đâu. Thế thì ngoài kia họ chưa có những các cái cách tốt hơn cho chăm sóc sức khỏe, thì sản phẩm Siri thứ nhất nó sẽ giải quyết được hai vấn đề, là thị trường ngoài kia quá nhiều người đang cần cái sản phẩm như vậy, bởi vì Hằng thấy nó kết quả nó nhiều quá cơ, kết quả nó tốt thật sự. Thứ hai nữa là đây là một sản phẩm có thể giúp đỡ bao nhiêu người ngoài kia, và ở đó là có cơ hội kinh doanh ở trong đó. Tức là khi mà nhìn thấy vừa cơ hội kinh doanh này, vừa cái sự giúp đỡ ở bên ngoài, gọi là gì nhỉ, thủ lĩnh Trương Huy Cường có cái là gì nhỉ? Làm phúc hưởng lộc đấy. Thế thì đây thì đúng là cơ hội làm phúc rồi. Thế là nhìn thấy thị trường rộng lớn thì là làm đúng là cơ hội để mình kinh doanh lớn rồi. Đấy là những các cái điều mà Hằng cảm nhận được ban đầu khi mà niềm tin để mình quyết tâm mình làm với Siri, và mục tiêu là chắc chắn là phải thật nhanh chóng để đi hết sơ đồ Siri để giúp được càng nhiều người Việt được may mắn sử dụng sản phẩm Siri. Rất là tuyệt vời, cảm ơn Hằng. Đấy, một người phụ nữ như Cường chia sẻ ban đầu đúng không? Giàu sức mạnh ý chí. Sau này em có phát triển sang thị trường Pakistan không? Chưa biết được. anh em mình sẽ phát triển sang Pakistan nhá. Okay. Ok, cảm ơn Hằng. Chỉ có Cường với Hằng hiểu tại sao phát triển ra Pakistan. Cảm ơn Hằng. Xin mời, không biết anh Huynh có hiểu không mà thấy anh Huynh cười. À,
Ở đây có bạn không biết là Búp Sen Hồng Nguyễn thì hôm nay có chia sẻ được không Mai? Mai nay có chia sẻ được không Mai? Mai Ninh Bình. Nguyễn Thị Tuyết Mai ơi. Nguyễn Thị Tuyết Mai nghe rõ trả lời. Một người tuy không cao nhưng người khác phải ngước nhìn. Một người có cái tinh thần làm việc cống hiến không mệt mỏi, có khả năng di chuyển rất tốt, làm ngày làm đêm bằng một cái tình yêu thương rất là lớn. Thì Mai đã từng mở tư vấn viên cao cấp đúng không? Tháng này chắc sẽ quay trở lại. Không biết là Mai có chia sẻ được không, bởi vì con cũng rất là nhỏ. Để Cường xem còn anh chị em nào, phần lớn chúng ta ở đây đều rất là mới, cho nên là những anh chị em nào có trải nghiệm lâu lâu hơn một chút. Rồi, xin mời anh Huynh nào, xin mời thủ lĩnh Phạm Tiến Huynh. Anh Huynh kể, điều đầu tiên ấy, em muốn anh Huynh kể cái tình yêu của anh với nước Nga sau 3 lần mà anh đã đi Nga cùng với Cường. Xin mời anh Huynh. Trước khi kể cái tình yêu của mình nối với nước Nga thì mình kể một chút ngày xưa. Tức là năm cấp 2, Huynh học cấp 2 thì có một bà chị con nhà bác đã từng đi lao động ở bên Nga. Thì đã gửi rất nhiều đồ của Nga về, từ bàn là, từ xoong nồi, từ chậu, rất là nhiều. Và đặc biệt là Huynh được tặng cái áo bay. Cái áo bay mà của Nga màu rơm, rất là đẹp, mặc nó vuông vắn cầu vai, rất là thích. Thì mỗi lần sang nhận quà hay là chị về thì lại kể về nước Nga, tức là chị đi lao động thôi. Thế nhưng mà Huynh có ước mơ từ bé là lớn lên cũng là gì ạ, cũng sẽ đi sang Nga sang như nào, sao họ may cái áo bay đẹp thế. Và rất là vô tình khi mà đi làm nghề rồi, và cuối cùng đã được hợp tác với lại nước Nga và đã đi sang Nga. Lần này là lần thứ 3, lần đầu tiên đi sang Nga và được vinh danh ở tại sân khấu rất là lớn. Ở trong cái khởi động nhanh, Huynh được 500 đô đúng không, Linh Cường? Anh Huynh được 1.000 đô. À, được 1.000 đô. À. Và lên nhận cái biển đấy, thì là mình không thấy họ trao tiền. Thế là cũng hơi thắc mắc trong đầu là sao nhận cái biển 500 đô mà không thấy tiền đâu. Thế thì đấy là một cái điều rất là vui. Và lần đầu tiên đi thì được nghe trọn vẹn cái câu chuyện mà chủ tịch đã hỏi về cái áo mà như bạn Ngọc Ánh bạn ấy kể đấy. Và là năm đầu tiên Huynh đi nước Nga thì Huynh mặc định trong đầu thế nào cũng gặp được chủ tịch. Và nó cứ trong đầu từ suốt chuyến đi rồi đến sự kiện, rồi cuối cùng cái ngày thứ cuối cùng của sự kiện thì mới gặp được chủ tịch. Là Phương là một người được vào cầm cờ để biểu diễn của đội ngũ của Olga Kim ở cái chương trình thứ hai, của ngày thứ hai của sự kiện. Thì mọi người cứ đứng hết ở ngoài, nó rét quá thì lại vào trong, hết ở ngoài thì lại vào trong. Và cuối cùng thì vào một cái cửa mà vệ sĩ hay bảo vệ của Nga đấy, người ta đứng, và lối đấy là lối ra. Thế thì Huynh mới thấy là đứng đợi Phương ở cái cửa đấy, và mới thấy ngài Yuri Tiếp đi ra trước. Đấy, thế thì thường thường là ngài Yuri Chep thì đi với chủ tịch đúng không ạ? Thế thì mình thấy ngài Yuri Chep đi trong đoạn mình đoán chắc nào chủ tịch cũng và đi ra sau, hoặc là đi ra trước rồi, nhưng mà mình cứ đứng mình chờ đấy thì mình thấy chủ tịch. Mình thấy chủ tịch thì mình với lại tư vấn viên Giang, tức là em gái của chị Phương đấy, cùng ngồi ở trong đấy. Thế là mình bảo Giang là chủ tịch ra. Thế là quả này phải chụp ảnh, thì hai anh em là chụp ảnh với nhau trước để lấy chắc đã, xong mới gọi mọi người. Không có nhớ mình quay ra mình gọi mọi người thì sao, thì chủ tịch đi mất. Thế thì Huynh với Giang là tranh thủ chụp trước, xong bắt đầu nháy Giang là phải giữ bà chân lại để mình ra mình gọi anh Minh rồi Cường mọi người. Thế mình đập cửa kính bụp 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 gọi chủ tịch. Thế là mọi người mới ùa vào, mọi người mới ùa vào thì có cả anh Minh, có cả thủ lĩnh Cường, rồi là mọi người nữa, chị Ngọc. Và thì khi thấy chị Ngọc, chị Z thì cứ run run lại ở ngoài vào. Thế thì chủ tịch mới hỏi đến cái chuyện mà cái áo. Thì cái lần đấy là mình cũng không để ý đến, nhưng mà thủ lĩnh Tường này rất là để ý câu chuyện đấy. Và đấy là một cái câu chuyện mà rất là tình cảm. Và mỗi lần kể lại cái tấm lòng của chủ tịch, sự quan tâm đến tư vấn viên của Việt Nam như vậy, thì mình cũng là rơm rớm nước mắt.
Nhưng mà cái lần đấy về thật sự đọng sâu ở trong Huynh lần đầu tiên đi Nga, và nó có rất rất nhiều kỷ niệm đối với Huynh nữa, thì Lĩnh Cường sẽ kể sau. Lần thứ hai thì là một cái lần mà cũng đi sự kiện như vậy, và cái lần này thì nó lại có một trải nghiệm khác. Nó có những người khác đi cùng với đội ngũ, và có rất là nhiều những cái thông tin của tập đoàn, và có rất nhiều những cái, các nước khác giao lưu cùng với nhau. Có rất nhiều người những làm những cái ngành kinh doanh mạng này ở các cái tập đoàn khác cùng sang Siri, và ngày xưa cũng biết Huynh làm ở tập đoàn khác và cùng sang Siri, thì cái niềm tin của Huynh nó ngày một tăng lên, và được chứng kiến những cái dòng sản phẩm mới mà Huynh vào các cái kho hàng ở Moscow, vào kho hàng ở Saint Petersburg để mua những cái dòng sản phẩm trẻ em về cho con mình dùng, hoặc là những cái dòng sản phẩm ở Việt Nam không có về cho mình dùng. Và mình được trải nghiệm, mình được gặp những cái người Nga, người ta tặng quà cho mình. Đấy, người ta tặng quà cho mình mà mình không có những cái món quà tặng cho họ, thì mình chỉ biết là chúc mừng thôi. Thế thì đến lần thứ ba thì Huynh có chuẩn bị tất cả những cái gói quà ở Việt Nam, ví dụ như là cái cô gái mặc áo dài chẳng hạn này, hay là con trâu đi cày, hay là những cái gì mà mua ở bờ hồ ấy, nó có nhỏ nhỏ xíu vậy thôi, để sang tặng cho những người bạn ở bên Nga. Thì họ rất là quý Việt Nam, họ rất là thích Việt Nam, và đi đâu người ta nhìn thấy Việt Nam người ta cũng muốn chụp ảnh, đi đâu người ta nhìn thấy Việt Nam, vì các tư vấn viên mang sang lại mang cả nón nữa đấy, và mặc những cái tà áo dài rất là đẹp. Cho nên là kể cả nước Nga hoặc là các cái nước lân cận, rất là nhiều nước, Mông Cổ cũng vậy, họ rất chụp ảnh với Việt Nam. Và những cái nước ở gì ạ, trên thế giới này có văn phòng Siri, hay là những cái nước mà không có văn phòng vậy, họ gặp Việt Nam họ rất thích, và ngày càng gì ạ, tin tưởng tập đoàn Siri hơn. Và năm lần thứ ba thì Huynh thấy là ngài Yuri Gichev đưa ra những cái dòng sản phẩm mà sắp cho ra đời ở Siri, giúp chúng ta kinh doanh, hoặc giúp chúng ta giúp người khác một cách dễ hơn, gọn hơn đấy. Và Yuri Gichev là giám đốc khoa học của tập đoàn có nói là một năm tập đoàn Siri có thể ra 50 dòng sản phẩm mới để giúp con người ở trên thế giới này có những cái phù hợp nhất với từng thời đại, với từng điều kiện, ví dụ như sản phẩm thể thao, sản phẩm cho những người hoạt động riêng làm đẹp chẳng hạn, hay là sản phẩm một bộ tim mạch riêng hoặc một bộ xương khớp riêng, tức là mỗi một chương trình nó gói gọn trong một cái hộp sản phẩm này, rất là tuyệt vời. Và dòng sản phẩm của nước hoa của Siri thì sao ạ? Thì được Huynh cũng đang dùng sản phẩm nước hoa của Siri, được nghiên cứu tại Pháp và sản xuất của Siri, tức là không công nghệ khoa học thì tối tân, nhưng mà lại giá là gì ạ? Tối thiểu. Đấy là một trong những cái hết sức vì cộng đồng của tập đoàn sức khỏe Siri. Và Huynh còn biết rất là nhiều thứ khác nữa, và đặc biệt dòng sản phẩm Men Box sắp về Việt Nam, đúng không, thủ lĩnh Trương Huy Cường? Đúng rồi, là sản phẩm năng lượng nữa cũng sắp về Việt Nam. Thì đây là một trong những cái dòng sản phẩm mà giúp chúng ta nam giới đỡ thiệt thòi hơn, đúng không ạ? Có chloroform cho nữ giới rất là nhiều rồi, nhưng mà nam giới chưa có. Các nhà thuốc hay là tất cả anh chị em nào muốn nam giới khỏe mạnh, đúng không? Chắc chắn ngày mà Men Box về Việt Nam thì tôi và thủ lĩnh Trương Huy Cường bàn nhau là đặt ngày đấy là ngày đàn ông của Siri. Thì chắc chắn anh chị em sẽ tặng cho những người đàn ông của chúng ta có những cái năng lượng mới, có những cái sức khỏe mới từ Siri. Thì qua 3 lần đi Nga thì tôi cảm nhận được đây là một tập đoàn hết sức là gì ạ, tuyệt vời, giống như cái giá trị của nó là thực sự Siri, thực sự sáng tạo và vì cộng đồng. Ba cái giá trị này nó luôn luôn đem lại cho chúng ta những cái cảm hứng, những cái hưng phấn để chúng ta làm việc cùng với Siri. Và tôi tin chắc rằng tháng 7 này nữa tôi lại được tập đoàn cho đi Novosibirsk, tức là cái nguyên cái vùng mà sản xuất ra sản phẩm Siri này, là cái nơi mà đặt ba cái nhà máy hiện nay đang sản xuất ra sản phẩm của Siri, và được thăm cả những cái vùng nguyên liệu và được tắm ở hồ nước Baikal nữa, thì chắc chắn là cảm xúc sẽ nhiều hơn, rất là tuyệt vời ạ. Xin cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Rồi, cảm ơn anh Huynh rất là nhiều. Hy vọng là anh Huynh có một cái ảnh bơi rất đẹp ở hồ Baikal để về cho mọi người chứng kiến. Sợ cá nó cắn lắm.
Cường thì chưa biết là có được tham dự cái chuyến đó không, nhưng mà ít nhất là Việt Nam có thủ lĩnh nhá, Phạm Tiến Huynh, Đặng Việt Phương, Ngô Văn Cát, Diệp Phước Lộc, Tất Khải Thạnh thì chắc chắn là sẽ có mặt trong cái chuyến tháng 7 Novosibirsk. Đấy, quê hương nơi ra đời tập đoàn sức khỏe Siberia. Vừa rồi anh Huynh có chia sẻ thì bây giờ chúng ta còn hơn một phút nữa thôi, thì tất cả chúng ta hôm nay, ngày hôm nay chúng ta được nghe những cái cảm nhận, những cái cảm xúc đấy về đất nước Nga vĩ đại, về một cái tập đoàn mà cái tập đoàn này nó ra đời với một cái sứ mệnh lớn lao, đó là làm cho thế giới này trở nên tốt đẹp hơn, một cái tập đoàn là thực sự vì con người. Và cứ mỗi khi mà chúng ta càng ngày chúng ta càng sử dụng sản phẩm, chúng ta càng cảm nhận, chúng ta càng chia sẻ thì cái tình yêu nó sẽ càng lớn dần. Đó, cái tình yêu với đất nước Nga, tình yêu với sản phẩm, tình yêu với công ty nó càng lớn dần thì con người chúng ta cũng trưởng thành dần, và tỷ lệ thuận với lại cái chất lượng cuộc sống của chúng ta cũng sẽ tăng lên. Chúng ta hy vọng là sẽ có những cái dịp khác chúng ta sẽ chia sẻ nhiều hơn về cái cảm xúc, cái tình yêu, cái cảm nhận với tập đoàn sức khỏe Siberia. Vậy anh chị em chúng ta làm việc thì chúng ta làm bất kỳ một cái việc gì để thành công được thì chúng ta cần phải có, chúng ta cần phải nắm được thông tin một cách chính xác, và đặc biệt là làm việc bằng tình yêu. Bởi chúng ta biết là power of love ấy, sức mạnh của tình yêu thì nó có thể vượt được tất cả mọi kỹ năng. Khi làm việc bằng trái tim, work by heart, khi chia sẻ bằng trái tim, khi làm việc bằng trái tim, khi học bằng trái tim, và mọi thứ bằng trái tim ấy, thì chắc chắn là mọi thứ rồi nó sẽ đến. Chúc cho tất cả anh chị em chúng ta tháng 3 chúng ta sẽ là một cái tháng đáng nhớ. Bởi vì ngày 14, 15 nếu như mỗi anh chị em có 10 người, ít nhất là 10 cho đến 20 người có mặt tại Rich Camp 8 thì chắc chắn chúng ta sẽ thành công rất lớn trong năm nay. Và Cường rất là vui đội của Trương Quốc Thuận đã quyết định từ Cà Mau cũng sẽ có mặt tại Cát Bà vào 14, 15 tháng 4 này. Và hẹn gặp lại tất cả anh chị và các bạn trong những cái buổi Zoom tiếp theo.